Rồi bây giờ chúng ta dùng cà phê sáng ha. Sáng mình ít ra ngoài uống cà phê, thì uống cà phê ở tiệm luôn. Một ngày thì hai cử, sáng chiều. Sáng chiều. Trong đợt rồi, cái đầu tháng khoảng tầm giữa tháng vừa rồi là nói chung làm việc thì cũng có lượng khách hàng cũng ổn định. Tuy nhiên nó có một số cái mình cảm thấy nó xui xẻo, thì không biết là các bạn có nghĩ là cái chuyện xui xẻo nó có là nó có thật hay không, hay là do cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên đây là một trong những cái mà mình cũng không có hiểu nổi tại sao nó lại xảy ra như vậy. Thứ nhất, đây là cái thẻ nhựa PVC mà đợt trước mình có review các bạn về chất lượng của nó in đối với công ty Unicut đó ha. Thì đây là một cái thẻ nhựa. Và đây là cái đợt hàng đợt trước mà bên công ty in gửi cho mình. Tuy nhiên, đây là một cái file mình thiết kế trên Corel và thiết kế từng file như thế này, sau đó mới gửi vào cho công ty in. Thì trên đây mình đã kiểm tra lại rất là kỹ. Tại vì trong một cái file này nó có hai cái tên trường. Nó có hai cái tên trường ở đây nè. Và mình đã kiểm tra tới, kiểm tra lui và đã gửi cái file của cái trường này cho cái cô kiểm duyệt á, cô đã kiểm xong và cô gửi qua lại, và sau đó là mình đã kiểm tra một lần nữa và mình gửi vào cho công ty in, mình in liên kết. Nhưng mà khi gửi về với cái đợt hàng trước á, thì là toàn bộ tất cả các cái file đều là tên của một trường hết luôn, tên của một trường luôn. Và mình không hiểu lý do tại sao, khi mà mình sợ là trong quá trình mình thiết kế nó bị có thể là mình nhầm hay là mình quên mình đổi tên, thì khi mình đao lại cái file mà mình đã gửi cho công ty in đó, thì nó lại hai trường riêng biệt, nó lại hai trường chưa riêng nha. Thì mình nghĩ mình cũng không biết lý do tại sao mà trong tại vì cái file này khi mà bỏ vào thì họ chỉ cần xếp file lên thôi, họ in thôi chứ không cần chỉnh sửa gì hết. Thì nó mà không hiểu tại sao nó lại bị lỗi như này, thì mình cũng không biết là các bạn là cứ nghĩ là cái đó là xui xẻo hay là cái do của sự ngẫu nhiên nó tới ha. Còn mình thì mình không bình luận, tại mình không muốn bình luận về vấn đề, những vấn đề tâm linh hay gì đó. Đây là cùng đợt hàng hư với lại mấy cái máy. Thì các bạn biết là cái máy vi tính của mình á, đang xài bình thường thì cái ổ cứng nó bị chập chờn. Mình sợ dữ liệu trong cái file mà mấy cái file mà để dựng phim, quay lại những cái project phim để mà dựng cho các bạn á, mình sợ nó nặng nên mình sẽ chép ra một cái chỗ khác. Tuy nhiên khi copy xong á thì nó lại cái ổ cứng nó đơ luôn, nó không có cho nó không có cho copy nữa. Và sau đó mình reta lại máy thì có hai cái dữ liệu quan trọng, đó là cái dữ liệu của file khách hàng và một số tem nhãn, thì nó bị mất hai cái file đó, còn tất cả các file kia bình thường. Và trong khi đó là cái file đó là mình không bao giờ mình đụng vào, thì mình không hiểu lý do tại sao luôn. Và trong cùng một ngày đó là kể cả cái rim của cái máy photo cũng bị xước đường ở giữa, và cũng phải tốn hết 1 triệu máy đặt hàng cho anh Hiếu để mà về thay ha. Thì tới đây là chắc chắn các bạn sẽ không biết là vấn đề gì, đúng không? Thì đột nhiên nó có sự trùng hợp mà mình nghĩ nó hơi khá là ngẫu nhiên. Khi mà bây giờ mình nói về máy móc thì có thể là tôi xài lâu thì có thể là hư máy móc, mà hư máy móc nếu mà mình hên á thì mình sẽ cứu được dữ liệu. Tại vì đang gửi cho bạn mình ở bên công ty vi tính, thì anh bạn này cũng rất là giỏi về cái vấn đề khôi phục tất cả các dữ liệu. Tuy nhiên là cũng có cái được có cái không nha. Thì mình nghĩ cái điều quan trọng là mình chỉ lấy lại được hai cái file của khách hàng với lại cái file tem nhãn thôi. Thì tất cả các cái file thiết kế cho khách hàng, ví dụ như menu hay cả visit hay gì đó, thì mình đều lưu lại trong một cái file khách hàng hết, và mình để đó. Thì có thể là sau này khách hàng tới mình thì mình có cái file. Nên là, nhưng mà mình không hiểu là cái thẻ này thì nó như thế nào mà mình phải khiếu nại. Mình phải điện vào công ty in thì công ty in đã in lại cho mình và kiểm tra lại file rồi in lại cho mình. Thì đối với trong vấn đề mà lĩnh vực mà
làm dịch vụ in ấn thì chắc chắn sẽ có lúc các bạn sẽ, nếu mà các bạn kiểm tra không kỹ thì chắc chắn các bạn sẽ đền hàng, đó là chuyện bình thường. Nên là trong quá trình mà cái trong quá trình thiết kế, mình nghĩ là cái khâu thiết kế xong, cái khâu kiểm duyệt là một cái khâu hết sức quan trọng để chúng ta gửi cái file đi in, gửi cái file đi in. Thì khâu kiểm duyệt là cái khâu cuối cùng. Nếu chúng ta kiểm duyệt mà chúng ta phát hiện ra lỗi thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta khắc phục lỗi, còn nếu không thì chúng ta sẽ đền đền hàng, đó là chuyện bình thường. Các bạn nghĩ nếu mà trong cái đợt hàng này, nếu mà là lỗi do mình á, nếu mà lỗi do mình nha, thì cái đợt hàng này mình phải tốn khoảng mấy trăm ngàn, mấy trăm ngàn. Nói chung cái này nó tầm khoảng là gần hết 700 ngàn. Thì mình nghĩ, các chị nghĩ là nếu mà chúng ta làm mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị đền hàng này, và bắt buộc phải còn in lại nữa ha, không được in lại nữa thì nó phải tốn gấp đôi như vậy ha. Thì mình nghĩ là trong quá trình mà chúng ta làm dịch vụ, khi mà đặc biệt là trong vấn đề thiết kế, và khi mà chúng ta thiết kế menu thì cái số lượng chữ nó nhiều ha, số lượng chữ nó nhiều, rồi thiết kế một số cái file brochure gì đó mà số lượng chữ nó nhiều, thì chúng ta nên in ra một bản, sau đó chúng ta sẽ đọc. Tại vì các bạn biết là nếu mà chúng ta sử dụng mà đọc ở trên cái máy vi tính á, trên cái file thiết kế, là đôi khi chúng ta sẽ nhận không ra lỗi được. Lý do là trong cái thể là trên cái màn hình chúng ta đọc sẽ, đôi lúc là cái mắt của mình nó bị mỏi, do đó là những cái lỗi phát hiện sai mình không phát hiện được bằng chính là khi mình in ra một tờ giấy thường, thì mình sẽ đọc từng chữ nó kỹ hơn à, mà phát hiện. Và khi mà mình kiểm tra rồi thì không phải một mình kiểm tra, mình phải nhờ một người hoặc là một cái bộ phận nào đó ở trong cái tiệm của mình, hoặc là nhờ người thân của mình để kiểm tra lại một lần nữa. Các bạn biết là nếu trong một cái bộ phận nhà in á, thì họ sẽ có một cái phòng kiểm duyệt cuối cùng, và cái phòng này sẽ là chịu trách nhiệm cuối cùng về cái khâu in ra. Thì do đó là hồi xưa giờ mình làm cũng vậy, mình làm xong mà mình cũng cho người kiểm tra lại, tuy nhiên nó vẫn có sai sót, chứ không phải sai sót, nhưng mà nó sẽ đỡ hơn cái vấn đề mà sai sót nặng ha. Sai sót nặng có thể là những phát sai sót nhỏ có thể mình bỏ qua được, không thể là mình sai sót nặng để mình đợt hàng đâu. Do đó là đối với tất cả các anh chị và các bạn mới vào mở tiệm dịch vụ photo, thì các bạn nên chú ý những cái khâu, nếu mà các bạn làm ở những cái thiết kế ở những cái file mà nó nhiều chữ, hoặc là những cái file phức tạp một chút, thì các bạn phải thật sự kiểm tra nhiều bước, nhiều khâu để chúng ta kỹ hơn. Còn cái khâu quan trọng đó là nếu mà khách hàng có Zalo thì các bạn sẽ gửi Zalo cho khách hàng để khách hàng người ta kiểm duyệt, người ta kiểm duyệt lại một lần nữa, và cái đó là cái giống như là cái bằng chứng để khi mà nếu mà xảy ra sự sai sót, sơ suất thì mình sẽ là hoàn toàn mình không phải là người chịu trách nhiệm. Nên do đó một số cái ví dụ như những một số cái in giấy khen hay là một số cái in chứng nhận gì đó, mình luôn luôn yêu cầu khách hàng gửi cái file tên, danh sách và tất cả các nội dung cho mình, là để mục đích là mình tránh cái sai sót. Còn nếu có sai sót thì là sai sót từ phía phần đánh word hoặc là danh sách của khách hàng. Tại vì khi các bạn, nếu mà các bạn ghi giấy khen thì các bạn phải sử dụng phần mềm trộn thư thì các bạn làm, chứ không thể nào các bạn ngồi các bạn gõ từng chữ được. Kể cả các bạn trộn thư trong Word hay là trộn thư trong Excel thì chúng ta phải sử dụng phần mềm trộn thư. Và nếu mà các bạn mà không yêu cầu khách hàng đưa gửi cái văn bản bằng file, gửi danh sách bằng file và bằng Word cho mình, thì các bạn phải tốn công các bạn ngồi các bạn đánh thêm một lần nữa. Còn nếu mà khách hàng đã gửi file cho mình rồi thì mình sẽ bỏ qua cái bước này và mình tiến hành mình làm file, làm một cái file mẫu, sau đó chúng ta sẽ thiết kế luôn, chúng ta sẽ trộn thư và chúng ta chỉ cân chỉnh lại sao cho cái phối cảnh của cái tờ giấy khen hoặc là tờ giấy nhận chứng nhận nó căng, nó đẹp là chúng ta làm ha. Đó thì mình nghĩ là nếu mà trong cái những cái gì mà hạn chế đến chỗ cái chữ hay là những cái vấn đề gì đó thì nó rất là dễ sai sót, nên các bạn nên cẩn thận kiểm tra, và cái mấu chốt là cần gửi cho khách hàng kiểm tra lại một lần nữa. Nếu khách hàng đã bấm cái chữ đã đồng ý thì các khách hàng sẽ trao đổi với mình trên Zalo, và có như đó là cái lời xác nhận cuối cùng của khách hàng mà chúng ta sẽ tiến hành chúng ta gửi đi in. Và sau này có sai thì mình cũng sẽ là không
có phần trong đó, tại vì mình đã yêu cầu khách hàng kiểm tra cho kỹ và mình đã rút, khách hàng đã rút với mình để mình làm. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp khi gửi cho khách hàng xong thì khách hàng chỉ có xem phần hình thức thôi, còn nội dung khách hàng không kiểm tra. Nhưng mà khi đó là các bạn nên trao đổi với khách hàng bằng trên Zalo hoặc là trên Skype gì đó, hay một cái phương tiện nào mà đã giao tiếp với khách hàng, thì các bạn nên là yêu cầu khách hàng kiểm tra kỹ phần nội dung với lại phần hình thức luôn, phần thiết kế chúng ta, để cho nó tránh cái sai sót, hoặc là sau này in xong mà sai sót rồi thì đối thừa qua đối thừa lại thì rất là bệt, rất là mất uy tín vừa mình và vừa khách hàng nữa. Đó là một trong những cái chút cái kinh nghiệm muốn chia sẻ cho tất cả các bạn ở video này ha. Đây là một trong những cái mà mình cũng không nghĩ ra như thế nào, chắc có lẽ là trong tháng này mình bị xui thôi, mình bị xui, nhưng mà mình không nghĩ tại sao mà một cái trường này nó lại lọt vào cái trường khác. Và trong khi đó là cái thẻ này thường thường nguyên tắc ấy, là khi mà mình làm từng thẻ thế này thì vào họ chỉ có xếp file lên họ in thôi, và họ không can thiệp vào cái file của mình, nhưng mà nó vẫn bị lỗi, mình không hiểu luôn. Và sáng gửi ra lại cái này, in ra lại cái này, gửi lại thì chắc chắn cái này là phần nhà in sẽ bồi thường rồi nè, phần nhà mình nên bồi thường cho mình in lại, thì mình sẽ không có tốn tiền cái đợt in này. Và nhà còn trong cái nhà in nó thỏa thuận như thế nào với người làm thì mình không biết ha. Thỏa thuận như thế này, gửi ra cho mình mới nhận này hồi sáng đây, và kèm theo một cái bánh trung thu. Rồi chắc mình nghĩ đây là tạ lỗi quá. Thôi đây là cũng là một cái món quà của bên công ty in Đông Phú Phong, thì thôi cũng xin cảm ơn công ty in Phú Phong đã gửi cho mình một món quà cũng rất là ý nghĩa đúng cái dịp trung thu ha. Rồi một số cái chút cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ ở video này, hy vọng là các bạn sẽ có được thêm một chút cái kinh nghiệm nếu mà các bạn xem được cái video này về trong lĩnh vực rút file, thiết kế file, rút file và kiểm tra những cái lỗi sai sót để khi chúng ta in. Rồi xin chúc tất cả các anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, làm ngày càng đắt khách. Bye bye.